sốc một cựu hoa hậu cho rằng tước vương miện của ý nhi là rất tàn nhẫn ở thời điểm hiện tại hoa hậu ý nhi đang gặp phải ồn ào sau phát ngôn thế nhưng cô vẫn được hoa hậu phương lê quan tâm phương lê nói rằng mình vẫn thương ý nhi bà mẹ ba con có hành động bất ngờ khi cầu xin khán giả không dồn ý nhi vào đường cùng việc tước vương miện của ý nhi là rất tàn nhẫn cụ thể cô cho rằng tước vương miện làm vậy rất tàn nhẫn tương lai của bé thế nào có thể chịu không nổi áp lực mà chọn cách dại dột lúc đó mọi người có thật sự vui khi mình cũng góp phần tạo nên dùng mạng xã hội có phải để dồn người khác vào đường cùng hơn thế nữa là con người với nhau trách nhiệm lần này không thể một mình bé chịu nếu thật sự bị tước vương miện thì ban tổ chức chọn bé cũng phải chịu trách nhiệm họ phải theo sát và phải biết được tân hoa hậu có khéo léo ăn nói hay không nếu họ thấy đủ tiêu chuẩn thì bây giờ cái sai của bé không phải một mình bé chịu tính cách con người không phải tạo nên ngày một ngày hai mà là đã có sẵn ban tổ chức phải đứng ra giải quyết để cộng đồng hiểu và xin một cơ hội để ý nhi không bị tước vương miện. Gia đình và ban tổ chức dạy dỗ lại bé, học thêm kỹ năng nói chuyện. Bé thật sự không xấu tính đâu, bé vô tư lắm. Hãy cảm nhận để cảm thông. Được biết, vì bênh vực ý nhi, Phương Lê đã gặp những ý kiến trái chiều, khiến cho bà mẹ ba con phải tắt bình luận trên trang cá nhân của mình. Sau phát ngôn gây sốc về bạn trai quen nhau 6 năm, Hoa hậu Ý Nhi vẫn có phát ngôn gây sốc khi trả lời câu hỏi kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định. Cụ thể bông hậu trả lời như sau: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung." Ý Nhi đã đặt mình trước tên các vị tiền bối và việc nói sai quê hương của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Các bạn nghĩ sao về ý kiến của hoa hậu Phương Lê?